siêu cây cảnh anh hùng tương ngộ. Tôi có thể khẳng định rằng trên toàn thế giới nói chung và ở đất nước Việt Nam nói riêng, chưa từng xuất hiện một cây cảnh nào có vóc dáng độc đáo và mang trong mình những ý nghĩa sâu sắc tới như vậy. Một cây cảnh đạt cả bốn yếu tố, cổ kỳ mỹ văn hiếm có. Khi nhìn vào hình ảnh đó, thứ mà tôi cảm nhận được không đơn giản chỉ là một siêu cây cảnh có niên đại khoảng 200 năm tuổi, mà hiện ra trước mắt tôi còn là cả một bức tranh thể hiện rõ nét sự mạnh mẽ, oai hùng cuột cường của chúa tể rừng xanh và chúa tể bầu trời. Tôi tin bạn cũng cảm nhận được điều đó. Thụ mộc sơn lâm chi vườn vũ, cổ quái thiên nhiên viễn vọng điền, dị mộc thiên biến kỳ tam thú, tranh sức anh hùng thế trượng phu. Thân bệ, rễ và tán cây là hình tượng hội tụ sức mạnh trí tuệ và thể chất của hai loài vật nắm uy quyền cao nhất trên bầu trời và dưới mặt đất. Thân bệ rễ tạo lên hình tượng mãnh hổ rất to lớn đang vồ mồi, bỗng dưng ngẩng cao đầu cất tiếng gầm giống, rung chuyển núi rừng khi thấy đại bàng bổ nhào, lao xuống tranh cướp con mồi mà chú Sơn Lâm vừa bắt được là con lợn rừng, được tạo tạc bằng đá lũa, đang bị đè nằm bên dưới, thét. Tán lá cây tạo ra từ hai thân cành to khỏe, hướng sang hai bên, thể hiện hình tượng của đại bàng đang sải cánh lao xuống tranh lấy con mồi. Câu thở đã nói lên bức tranh sống động oai hùng trong trận tranh sức với sự hội tụ của cả ba loài vật vô cùng mạnh mẽ. Tôi đánh giá cao cái phần ý tưởng của tác giả trong cái ngôn ngữ tạo hình. Ở đây là tác giả lựa chọn là cái dòng là cây đa thuộc dòng tứ quý trong bộ xanh si đa đề Việt Nam. Thứ hai là chọn cái sự phối giữa cây và đá, tức là mộc thạch tương giao, và nó rất ăn khớp với cái bài thơ gắn để mô tả cái tác phẩm anh hùng tương ngộ này. Đó là thụ mộc sơn lâm chi vườn vũ, tức là cây cổ thụ trong rừng chi cảnh vườn vũ, là nó như là đang múa. Rồi cổ quái thiên nhiên viễn vọng điền, cổ quái thiên nhiên tức là nó có nét có cái độ năm tháng của cây, và nó viễn vọng điền ở đây là soi bóng xuống dưới nền đất liền nước, và dị mộc thiên biến kỳ tam thú ở đây thì là nó là một cái cây dị mộc, và kỳ tam thú ở đây là nó diễn về cái tích của ba cái con thú. Thứ nhất là cái con mồi ở bên dưới, là cái con lợn rừng ở bên dưới, và trên là con chúa Sơn Lâm, và trên nữa là con đại bàng. Và tranh sức anh hùng thế trượng phu, ở đây thì là tác phẩm này về mặt hình tượng là tác giả đã diễn đạt rất tốt về ngôn ngữ tạo hình. Và chúng ta có thể thấy là một cái tác phẩm mà tác giả phối cái phần cây, phần đá hết sức ăn nhập, tạo thành một cái tế tổng thể, là một cái tác phẩm hết sức là hài hòa. Chúng ta có thể nhìn thấy là các cái rễ đã được tạo theo lối bám đá hết sức là công phu. Và ở đây thì nhìn tác phẩm này chúng tôi lại chợt nhớ tới bốn cái câu thơ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông khi nói về triển khai cái thế trận lòng dân, và tại sao cũng là giải thích tại sao mà người Việt chúng ta trồng cây ôm đá, hay nói khác là cây gắn với lại non bộ. Đó là Phật Hoàng Trần Nhân Tông có nói với bốn cái câu thơ cách đây 700 năm, tức là biến cây thành thần mộc, biến đá thành địa linh, người người đều có đạo, kẻ thù nào chẳng kinh. Đó đã trở thành một cái nét hết sức đặc trưng của cây cảnh nghệ thuật Việt Nam. Cây thì thường là bám đá, nó thể hiện một cái sự vững chãi cũng như là cái sự tương sinh giữa cây và đá. Đồng thời nó cũng chính là cái nét văn hóa trong cái thú chơi của người Việt ta, tức là chơi non bộ, thì cây gắn với lại non bộ, và làm cho những cái vạn vật, làm cho những cái thuộc về ngũ hành trong một cái tác phẩm. Thì ở đây thì tác giả đã thể hiện rất rõ cái ngũ hành có nước, có đá, có mộc, có cái phần kim, tức là thể hiện hết sức là rõ ràng về cái phong thủy trong cái tác phẩm này. Siêu cây cảnh anh hùng tương ngộ có hình dáng rất độc đáo, khác lạ so với cây cảnh truyền thống đơn thuần. Một nét đẹp thiên tạo nên rất tự nhiên oai dũng, với đường cong uốn lượn, cơ bắp vạm vỡ nổi quặn mạnh mẽ trên thân bệ cây như một mãnh hổ thật ngoài thiên nhiên mà con người khó có thể tạo lên được. Điều đặc biệt, hai hình ảnh của chúa tể rừng xanh và chúa tể bầu trời đang tranh sức anh hùng được thể hiện trên chính cùng một thân cây đa có sức sống trường tồn vĩnh cửu thuộc loại tứ quý, xanh si đa đề, đã đi vào tích sử của Việt Nam qua nhiều thế kỷ, tạo nên một kiệt tác kinh điển hiếm có. Dường như đây là báu vật trời ban cho người có đủ nhân duyên được sở hữu cây cảnh này.
Theo phong thủy học thì đây đều là hai hình tượng mang đến sự dũng mãnh, không ngại đối đầu với gian nan thử thách, đem lại may mắn cho người sở hữu hình tượng này, và đây cũng là hình tượng phong thủy không thể thiếu cho những ai muốn duy trì sự thịnh vượng, bền vững, trường tồn lâu dài. Thân mệ cây là hình mãnh hổ, được mệnh danh là chúa tể rừng xanh, là vua của muôn loài dưới mặt đất, có sức mạnh và uy lực lớn lao. Trong truyền thuyết thì bốn vị thần trấn giữ bốn phương trời là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Hổ là biểu tượng của phẩm giá, vinh quang, sức mạnh trường tồn, lòng nhiệt huyết và quả cảm. Hơn nữa, hổ là linh vật giám hộ tướng Tây, đầy uy quyền và thường được người xưa thờ phụng. Người ta tin rằng đặt hình tượng hổ tại tư gia hoặc công ty sẽ bảo vệ cho gia chủ, xua đuổi tà khí, tai ương vận hạn, đảm bảo cho tiền tài bền vững, không sợ thua lỗ rủi ro trong doanh nghiệp, áp chế được đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh. Hổ là mãnh thú có sức mạnh, to khỏe, nhanh nhẹn, thuần thục về kỹ thuật chiến đấu, thành thạo về kỹ năng săn mồi, dám tấn công hay đối địch nhiều thú to khỏe khác, cùng với tiếng gầm rung chuyển núi rừng, gây khiếp đảm cho muôn loài, và còn là động vật tinh khôn. Từ đó, hổ được người ta tôn lên vị trí chúa tể của rừng núi và coi hổ là con vật linh thiêng. Tán lá cây tạo lên từ hai thân cành to khỏe, hướng về hai bên, tượng trưng cho hình ảnh đại bàng đang tung cánh, thể hiện sự mạnh mẽ, lòng can đảm, sự vượt lên trên khó khăn và gặp nhiều may mắn. Đây là loài chim được nhắc đến nhiều và được coi là chúa tể thống lĩnh của bầu trời suốt hàng nghìn năm qua. Bởi vậy mà người Mỹ đã chọn đại bàng làm biểu tượng hùng cường cho quốc gia của mình. Tính phong thủy của đại bàng được thể hiện trên tất cả các bộ phận của loài chim oai dũng đặc biệt này. Đầu của đại bàng với đôi mắt xanh tạo nên phong thái uy nghiêm, chế ngự các tà khí. Đôi mắt của đại bàng có thể nhìn rõ nét mọi vật nhỏ di chuyển ở tầm nhìn xa lên tới 5.000m, biểu hiện tầm nhìn xa trông rộng và định hướng chiến lược của chủ doanh nghiệp. Cánh đại bàng tung dài, cao, bay lượn trong không gian tạo nguồn sinh khí tốt, thu hút năng lượng, thu hút vận may vào cho gia chủ để cất cánh cho doanh nghiệp, vượt lên trên mọi đối thủ cạnh tranh và vượt qua sóng gió, giông bão mà doanh nghiệp gặp phải. Siêu cây cảnh anh hùng tương ngộ đặc biệt phù hợp đặt để trấn giữ biệt thự tư gia hoặc công ty tập đoàn cho những người thuộc lĩnh vực kinh doanh. Bộ đôi anh hùng này sẽ hỗ trợ bảo vệ cơ nghiệp công ty của bạn được an toàn, thịnh vượng, trường tồn mãi mãi, cũng như thúc đẩy công việc, vị thế của chủ nhân tiến cao và mạnh mẽ hơn, bền vững hơn. Cây mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt vì đây hoàn toàn là cây xanh đang sống khỏe mạnh, nhiều chồi lộc cành lá nên thu hút được nhiều linh khí của trời đất. Sẽ tốt và hoàn hảo hơn rất nhiều so với việc đặt để trấn giữ bằng những vật vô tri vô giác như tượng đá, tượng gỗ, xi măng hoặc tranh ảnh treo đơn thuần như người ta vẫn thường thấy. Sở hữu siêu cây cảnh anh hùng tương ngộ cũng là được thần cây đa, thần hổ trấn giữ phù hộ, bảo vệ một cách an toàn nhất, mạnh mẽ nhất, không gì địch nổi. Nếu để đặt trước cửa tư gia, biệt thự hoặc công ty tập đoàn cũng là cách thay đổi vận khí tốt cho bản thân, cho doanh nghiệp, bảo vệ gia đình con cái và người thân của bạn tránh khỏi tai ương hoạn nạn và luôn may mắn. Liệu bạn có phải là người may mắn và là người duy nhất trên thế giới được sở hữu một tuyệt tác cây cảnh độc đáo có 102 mà không nơi nào có không? Anh hùng tương ngộ, bộ đôi sức mạnh song hành bảo vệ cho bạn. Liên hệ chính chủ để tham quan và sở hữu siêu cây cảnh vô cùng quý hiếm này. Nguyễn Khiếu 012-2737-9966, miễn phí vận chuyển đến tận nơi và chuyên gia chăm sóc cây trong vòng 10 năm.